Thưa quý vị, thưa các bạn, ở nước ta, việc nhập khẩu LNG được xem là giải pháp quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Nghị quyết số 55 NQTU của Bộ Chính trị ngày 11 tháng 2 năm 2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhập khẩu và tiêu thụ LNG, đồng thời chú trọng phát triển nhanh nhiệt điện khí sử dụng LNG, đưa điện khí dần trở thành nguồn cung cấp điện năng quan trọng, hỗ trợ cho điều tiết hệ thống. Có thể nói, việc sử dụng khí LNG để sản xuất điện là một xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, không chỉ đáp ứng nhu cầu nguồn năng lượng trong quốc gia mà còn giúp hiện thực hóa những khát vọng về một lộ trình chuyển đổi xanh theo cam kết của quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không. Điều này đã nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua nghị quyết số 55 NQTU của Bộ Chính trị và đặc biệt được thể hiện rõ trong quy hoạch điện 8 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cái dự án điện khí, cả khí tự nhiên và khí LNG trong quy hoạch điện 8 là quan trọng, bởi vì nó vừa thực hiện được cái việc bảo đảm cung cấp điện cho nền kinh tế nhưng vừa thực hiện được cái mục tiêu chuyển dịch năng lượng để thực hiện được những cam kết đạt phát thải ròng không ở năm 2050. Mới đây, Bộ Công Thương cũng đã ủng hộ đề xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao cho Tổng Công ty Khí PVGas là doanh nghiệp đầu tiên ở Việt Nam đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG. PVGas đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng, sẵn sàng cho công tác xuất nhập khẩu và kinh doanh LNG với dự án kho cảng LNG Thị Vải, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm nay. Vừa qua, PVGas đã thực hiện thành công việc đưa dòng khí đầu tiên vào đường ống dẫn khí Thị Vải, Phú Mỹ tại trạm van Hội Bài. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp nhận cái tàu Masangas Achilles chuyên chở khoảng gần 70.000 tấn LNG cập cảng LNG Thị Vải tại Vũng Tàu. Đây là thời khắc đánh dấu cái vai trò vị trí của PVGas là cái đơn vị được tập đoàn, được chính phủ giao trong cái việc là xây dựng và phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam. Trong đó thì đặc biệt nhấn mạnh cái vai trò của cái việc nhập khẩu LNG vào đúng cái thời điểm mà chúng ta cũng thấy là cái nhu cầu về nhiên liệu cho sản xuất điện cũng như cho các khách hàng công nghiệp đang tăng lên rất là cao. Theo các chuyên gia trong ngành, để thúc đẩy sự phát triển thị trường khí LNG trong thời gian tới, cần giải quyết một số vấn đề liên quan đến cơ sở hạ tầng và cơ chế chính sách. Trong đó, cần xây dựng hạ tầng kho cảng LNG mới, hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế, tại các vị trí chiến lược, đủ khả năng tiếp nhận tàu chở LNG có kích thước lớn. Đồng thời, xây dựng hệ thống tồn trữ và phân phối LNG, khí tái hóa từ LNG tại các khu vực tiêu thụ, bao gồm việc xây dựng kho chứa LNG quy mô nhỏ, đội tàu, xe chuyên dụng cho vận chuyển LNG, trạm phân phối và hệ thống tái hóa khí để cung cấp khí LNG cho các khách hàng điện, khu công nghiệp cũng như hộ tiêu thụ. Trong kế hoạch 5 năm, từ năm 2021 đến năm 2025, PVGas sẽ tham gia đầu tư vào các nhà máy điện khí LNG trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của chuỗi giá trị khí điện, nâng cao tính cạnh tranh của đầu ra cuối cùng là điện. Đối với LNG thì cái quan trọng nhất đối với khách hàng lớn nhất là phải cung cấp được LNG cho để phát điện. Thế thì chúng tôi cũng phải làm việc với lại Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia cũng như EVN để tìm kiếm cái cơ hội để cung cấp LNG để phát điện. Và với cái việc mà phát điện từ nguồn LNG thì mới chiếm cái tỷ trọng lớn, đặc biệt là cái định hướng mà chuyển dịch năng lượng của chính phủ là đến 2030 thì 27% sản lượng điện là từ cái nguồn LNG. Hiện nay, Petro Việt Nam và PVGas đang sở hữu và vận hành một loạt cơ sở hạ tầng ngành năng lượng cũng như công nghiệp khí. PVGas là doanh nghiệp khí đầu ngành, hiện đang sở hữu và vận hành 1.500 km đường ống dẫn khí cùng hệ thống kho chứa, cảng xuất nhập, các trung tâm phân phối và nhà máy chế biến khí. Do đó, rất có tiền đề để góp phần thực hiện mục tiêu quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch điện 8 đã xác định nguồn nhiệt điện khí tái hóa từ LNG chiếm tỷ trọng khoảng hơn 14,9% tổng công suất toàn hệ thống phát điện quốc gia vào năm 2030 và là một trong các nguồn giúp đảm bảo cung cấp đủ, ổn định và an toàn hệ thống điện quốc gia. Từ đó, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo hiệu quả và duy trì sự ổn định hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cung cấp khí trên toàn quốc trong tương lai, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.